mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Radio Góc Nhỏ trên Youtube Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 39 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Kạch Chư Qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha à, Trước khi bắt đầu nội dung của tập 39 chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha Ở tập trước thì à, trong lúc hắn luyện tứ Ngọ cảm tài kiếm Thì lúc kiếm khí xông xuống đăng điện á, thì đã vô tình nhớ lại cái công pháp ghi lại trên tấm bia đá chỗ mà mộ chân vương hắn đi tới đó. thì từ chỗ này hắn đã vô tình luyện được ra kim đan thì lúc này tại trong lộc vĩ trấn hắc sơn nãy nãy đã tới đánh đánh bại mẹ bảo hộ của cái thôn trấn này rồi bắt mọi người ở đây xây hành cung cho bà ta thậm chí là đòi mỗi một năm phải hiến tế đồng nam đồng nữ nữa rồi trong cái đêm này hắc sơn nãy nãy tìm tới uh, đi vào trong mộng của trần thực nhưng mà lại bị cái tồn tại cái tồn tại uh, bí ẩn ở trong cái cơ thể của trần thực á uh, ăn luôn cắn cắn mất cái hồn luôn uh, gây tổn thương nghiêm trọng cho cho hắc sơn nãy nãy này thì lúc này uh, thì uh, ba người sa bà bà thanh dương cùng với đại hán họ hộ cũng đã đi tới uh, cũng đã trên đường đi tới xem trần thực như thế nào rồi diễn biến kế tiếp như thế nào tôi xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 39 của bộ truyện đại đạo chi thượng của tác giả trạch Chư uh, các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ thì nha. Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất luôn nha. Rồi, chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. trong lòng ba người đều có một chút bất an ba người xa bà bà sớm đã biết hát sơn nãy nãy muốn tới giết trần thực cũng rất là chú ý đến cái việc này dù sao trước khi trần dần đô xuống âm phủ đã đem trần thực phó thác cho bọn họ bọn họ tự nhiên là phải bảo vệ tốt cho trần thực bọn họ biết trần thực quả quyết không phải là đối thủ của hát sơn nãy nãy nhưng mà chân thân của hát sơn nãy nãy còn ở hát sơn thân thể tại lộc vị chấn chỉ là mới tạo thôi chân thân của bà ta không có khả năng tới đây chỉ biết vận dụng thần tướng tới đây mà thôi chỉ cần vận dụng thần tướng sẽ bị bọn họ ảnh hưởng đại hạ hiên sầu quay nón cùng với thanh dương đều là tà túy hơn nữa còn mạnh hơn hắc sơn nải nải đã ảnh hưởng đến phán đoán của hắc sơn nải nải để cho hắc sơn nải nải đi đến giết trần thực lại để mượn tay hắc sơn nãy nãy để đo ra đẳng cấp tà túy trong cơ thể của trần thực vậy mà hắc sơn nãy nãy sau khi đi vào cũng không có đi ra lúc trước lão trần nói tiểu thập giết người hồn phách bị người giết liền không thấy đâu ta cảm thấy có một chút kỳ quái Sao bà bà nói quỷ thủ màu xanh cũng như là cường đại nhưng ăn thịt hồn phách người bị giết Hắn không phải là quỷ thú màu xanh Lúc trước khi mà chúng ta đại chiến cướp độc hồn phách của Trần Thật Cách chủ nhân của quỷ thú màu xanh hai giới âm dương Lúc đó hắn vẫn chưa có chuyển lãm ra cái năng lực cắn nuốt hồn phách à Đại hãng sầu cây nón cùng với thanh dương đều gật đầu Nếu lúc đó chủ nhân quỷ thủ thi chuyển ra thủ đoạn bực này Thì hồn phách của bọn họ chỉ sợ là đã sớm bị đối phương ăn tươi rồi Sa bà bà lại tiếp tục nói Nếu không phải là quý thú màu xanh Cắn nút hồn phách Như vậy còn có người khác cắn nút hồn phách Cái điều này nói rõ Trong cơ thể của Trần Thực Ngoài trừ quý thú màu xanh ra Thì còn giấu một thứ khác nữa Đại hán rầu quay nón Lắc đầu nói Lúc chúng ta cứu Trần Thực Đã kiểm tra qua rồi Hồn phách của hắn không có cất giống cái thứ gì khác. Tà túy cắn nút hồn phách này, Rốt cuộc là từ đâu tới chứ? Làm sao mà tiến vào trong cơ thể trần thực được? Nó chưa vào trong cơ thể trần thực từ lúc nào? Hắn nghĩ mãi không hiểu. Khi mà trần thực biểu hiện ra năng lực cắn nước hồn phách, gia gia trần dần đô vẫn còn bên cạnh trần thực. Tà túy tuyệt đối không có cơ hội tiếp cận với trần thực. Càng cổ quái hương chính là, nó không chiếm hữu cơ thể Mà là trốn trong một thế giới tinh thần của trần thực Tùy thời sẽ ăn thịt những người Mà bị trần thực giết chết Hoặc là cái kẻ xui xẻo Đi nhầm vào trong giấc mơ của hắn Cái cách cư xử này Thật là kỳ quái Bình thường mà nói Việc trước tiên sau khi tạ túy nhập thể Nhất định sẽ ăn thịt Hoặc là giết chết hồn phách của nguyên chủ nhân Chìm tù hú Chiếm tổ chim khách sau đó bắt chước cử chỉ hành động thói quen của nguyên chủ nhân nói nó thậm chí là có thể bắt chước tới mức vợ hoặc chồng gần gũi nhất cũng không có phát hiện ra trong cái thời gian này nó chỉ tìm cơ hội ăn thịt cái người bên cạnh nhưng mà tà túy trong cơ thể cần thực không có làm như vậy cử chỉ của nó càng giống một cái loại trạng thái ký sinh ký sinh trong cơ thể nguyên chủ để cho nguyên chủ nhân giết người lấy được dinh dưỡng nó cần cho bản thân của mình ăn nó. Thanh Dương đột nhiên nói. Hát sơn nãy nãy thật lực quá là yếu. Biện pháp tốt nhất là chúng ta tự mình đi vào thăm vòng một chút đi. Đại hạ sau quay nói cười lạnh, nói. Hư, không biết đẳng cấp. Chúng ta mà xông vô để thêm cơm cho nó hay gì? Sao bà bà nói. Chúng ta chỉ có hai con đường hoặc là bức nó từ trong cơ thể tiểu thập ra hoặc là vào trong mỏng của tiểu thập giết chết nó thanh dương người không cần lúc nào cũng nôn nóng chúng ta luôn có thể tìm được cơ hội bắt nó ra thanh dương cười lạnh nói hai người các ngươi sợ đầu sợ chuột bắt được nó không phải bước tới ngày tháng năm nào nó tức giận rời khỏi hey, ta cứ tiếp tục đi làm tạ tuyết của ta vậy có việc gì thì lại tìm ta đại hán sau quay nó đưa mắt nhìn hắn đi xa thu hồi ánh mắt nói bà bà hất sơn nãy nãy hắn là đã chết rồi phải không sao bà bà thử chiêu hồn cho hất sơn nãy nãy có phát hiện lắc đầu nói hất sơn nãy nãy chưa có chết hết bà ta rất là giáo quạt có để lại gốc rễ của mình trong miếu hất sơn nãy nãy tiến vào trong cơ thể tiếu thập chỉ là thần tướng của bà ta thôi lực lượng bất phàm lưu lại ở trong miếu đại nãi cực kỳ bất phàm sẽ không dễ chết như vậy đâu đại hán sau quay nón nói vậy ơn nguy của tiểu thập thì sao bà bà cười nói <cười> à, ta ăn thiệt thòi lớn như vậy còn dám tới tìm tiểu thập sao ta nếu mà là ta nhìn thấy tiểu thập thôi thì liền chạy trốn thật xa không dám lộ đầu đó đại hán sau quay nón ngắm lại cũng đúng Cười nói Ở <laughs> à, chỉ là tà thúy địa phương Cũng dám chọc tới tiểu thập Lá gần thật sự là không nhỏ ha <laughs> Sa bà bà cũng là cười Nói Ở <laughs> à, ta Nếu mà lại dám nhập mộng Tiến vào mộng để chờ đạp tiểu thập Cái loại chuyện nhập mộng báo mộng này ơi, à, Ta không dám đâu trần thực buổi sáng tỉnh lại Đi ra bên ngoài nhìn mẹ bảo hộ trong thôn Chỉ thấy chỗ hai cánh tay của thiếu nữ kia Đã mọc ra hai cái cánh tay hình dáng cành cây Thần thụ của Hoàng Pha Thôn cũng trở nên chuỗi lũi Không còn sót lại cành cây nào Lá cây cũng chỉ còn lại có lát lá đác và chiếc Bất quả hắn phát hiện Trên cổ thụ là mọc ra rất là nhiều chồi non Nghĩ đến rất nhanh sẽ mọc ra cành lá non không tới mức phải chết. Các thôn dân thì lòng người hoảng sợ, dân hương hiến cung cho cổ thụ, e sợ cổ thụ chết sẽ không có ai che chở nữa. Trần thực chờ nửa ngày ở thôn, nhưng mà hát sơn nãy nãy không có tới cửa trả thu. Để để cho hắn có một chút kinh ngạc, Tế trưa hát sơn nãy nãy vẫn không có tới, ngay cả một con chuột cũng không thấy. Hét sơn nảy nảy hơn phân nữa Là đã quên chuyện này rồi ừ, Hoặc là Cảm thấy không đáng gì chuyện này Mà giết ta Cho nên chỉ phải mấy con chuột tới hù dọ ta thôi Trần thực yên lòng Bản thân mình Chỉ là trợ giúp người của những thôn trang khác trừ ta Giết một con chuột ăn thịt người liền đất tội với cái vị nảy nảy này Cũng chỉ là tai bay Và gió Nhưng tốc độ sinh sôi nảy nở Của chuột rất nhanh Nghe tới Hắc Sơn nãy nãy đã chết một đứa cháu ngoan Thì bà ta cũng không thèm để ý Hắn lại đợi thêm hai ngày Hắc Sơn nãy nãy Vẫn không có tới trả thuộc Thậm chí là tại thôn trấn phụ cận Ngay cả bóng dáng chuột áo xám Cũng không thấy Để cho Trần Thực có một chút buồn bực Bác quá Hắn rất nhanh liền không có tâm tư Chú ý đến cái việc này nữa Bởi vì kỳ thi mùa xuân đã tới gần Hắn phải khẩn trường ôn tập các loại kinh điển như là luận ngữ, thi, thư để chuẩn bị cho kỳ thi văn. Đối với thi võ, Cần thực rất có lòng tin, chỉ là lòng tin về thi văn lại không lớn. Hắn tuy là đi theo chu thú tài khổ học, nhưng chỉ học có 2 năm. Người khác thì lại ở tư thuộc hàng sông khổ học tới 5-6 năm. Thời gian học tập so với hắn thì dài hơn rất nhiều. Hơn nữa, Càng mấu chốt chính là 10 năm trước hắn đã từng thi qua tú tài Không biết lần này lại đi thi Có thể xảy ra sai lầm gì hay không Thi tú tài Trung cử nhân Đối với trần thực mà nói Đây là chấp niệm của hắn rồi Hắn cư trú ở nông thôn Cảm thấy có thể kiếm sống ngoại trừ làm phụ sư ra Thì chính là đi thi tú tài Trung cử nhân Tú tài Còn không có tác dụng gì nhưng mà cử nhân thì có thể được gọi là lão gia Sau khi được làm lão gia là có thể ức hiếp được hương dân rồi danh chính ngôn thuận tác oai tác phúc Hơn nữa hết Cho dù không thể làm được quan Nhưng cũng có thể nương tựa vào Kim Hồng Anh Tiến vào trong thần cơ doanh Đây là cái cuộc sống tương lai Mà hắn có thể tự tưởng tượng Đối với một hài tử mới có 11 tuổi mà nói Có thể ở cái tuổi này quy hoạch được tương lai là đã đặc biệt khó có được rồi. Chỉ có điều diệp tiên sinh tế từ kiều loan chấn đã chết ở trong tay người của triệu gia, tiêu thụ cũng đã suy tàn. Vụng hắn đã đáp ứng trần thực vì hắn mà lấy được danh ngạch thi quyển, tự nhiên cũng không thể nào nói tới nữa rồi. Trần thực cái lo phải nghĩ cái người mà hắn quen biết không nhiều lắm, vì chỉ có thiệu cảnh ở tụ tiên lâu trên trấn coi như là một người không bạn ta đi chấn một chuyến hỏi tiểu cảnh xem có thể kiếm cho ta một suất thi quyển không trần thực nghĩ tới liền làm lập tức chuẩn bị tốt xe gỗ gọi hắc oa chạy về phía thị trấn trước khi đi tới thị trấn thì từ xa liền nhìn thấy bên ngoài thành có người xếp hàng chém đầu cách đó không xa có rất là nhiều người xa xa nhìn chung quanh mọi cái địa phương chém đầu cũng đã dựng lên tế đàn đâu thịnh chân thần dám chẳng phía trên tế đàn còn có treo một cái mặt vạn hồn phiên đây hẳn là pháp bảo huyện nha dùng để thu hồn phách của người bị chém đầu luyện vào trong cờ để tăng lên uy lực trần thực còn nhìn thấy trong đám người có người tu luyện thị huyết châu cũng tới lên hạt châu này chuẩn bị thu máu của người để luyện máu còn có vài tu sĩ đang tế luyện pháp bảo hộ lô Không biết là có tác dụng gì Đối với những người này Hắn ngược lại đã nghe Gia Gia nói qua Trong pháp trường Phạm là tế lên pháp bảo như vậy Phần lớn là có một chút quan hệ với quan gia Những người khác căn bản là không có thủ đoạn này Sau khi hắn đi qua chỗ đám người Đứng ở trên xe nhìn chung quanh Chỉ là quá là nhiều người Đã che quấn tầm mắt của hắn ừ, Đây là làm gì vậy Sao lại giết nhiều người như vậy hả Hắn hỏi cái người bên cạnh Làm gì Mà ngươi còn không biết hả Ngươi ở nông thôn phải không Người nọ liếc hắn một cái Ngược lại hảo tâm Nhẫn nại nói Chém đầu Là chém đầu một nhà quyện lão gia Tần quyền lão gia dám chảm Quyền lão gia lúc trước chính là quyền lệnh kiểu các kiểu lão gia Nghe nói là kiểu gia ở tỉnh Lị á. Bên cạnh lại có người hưng phấn Nói Chuyện <laughs> đó không lâu Thái gia của triệu gia chết Hắn giống là tuần phủ tân hương tỉnh Để làm chuyện xấu mà biến ở đồng thôn các ngươi Người nói chính là triệu gia gây nên đó Tây kinh rất là tức giận Hạ lệnh tịch thu cả nhà Cả chó cũng không để lại luôn Lúc này quyện lão gia mới nhậm chức này Liền đem chém đầu Ô trời anh đào chém nhanh thiệt ha Hắn khen một tiếng Trong đám người cũng nhau nhau khen ngợi khen ngợi đào phủ giỏi đào pháp trần thực nhìn về phía tế đàn trên tế đàn còn có một người lù lù đứng thần thai tụ khí trong thần kham là đau ánh đào chém xuống sáng như tuyết cũng không phải là kiếm khí vô hình truyền thống mà là mắt thường cũng có thể thấy được hình như không nhanh bằng kiếm khí của ta trần thực kinh ngạc tại sao bọn họ Điều nói đau của người này nhanh vậy Cái đoạn thời gian trước Hắn vị đối phó với Hắc Sơn Đại Đại Đã tu tập tử ngọ trảm tạ kiếm Tốc độ kiếm khí vô hình Nếu so với đau phủ này Thì nhanh hơn gấp bội Trong lòng khó tránh khỏi kinh ngạc Sau khi đau phủ chém đầu Và hồn phiên lay động Đem cái vong hồn thu vào trong phiên để luyện hóa Có người tới lên bảo hộ lô Đem thu hồi máu tươi rơi xuống còn có người tế lên thì quyết châu Thì lăn một vòng trên thi thể Đem máu trong thi thể rút lấy đi Trần Thực còn nhìn thấy một ít nha dịch Đem thay khô kéo đi Nếu vào trong có đống lửa đốt cháy Sở dĩ đem thiêu đốt Là miễn cho thi thể bị ánh trăng chiếu rọi Biến thành thi thể tà túy Tiểu Quỳnh Đệ Người có bệnh lao không hả Chỗ cô ta có bánh bao nè Người nọ bên cạnh hắn Nhỏ giọng nói Trần Thực lắc đầu, không có tiếp tục nhìn nữa mà lái xe vào trong thị trấn. Triệu gia hoàn toàn đã ngã xuống. Vốn trong thị trấn có rất là nhiều sản nghiệp của triệu gia, hiện tại cũng đều thay hình đổi dạng, biến thành cửa hàng của những người khác, thanh lâu sòng bạc cũng đều thay đổi chủ nhân. Trần Thực lo lắng thiệu cảnh, còn có ở trong tụ tiên lâu hay không, trong lòng không khỏi lo sợ. Đợi cho đến khi tới tụ tiên lâu Dừng xe hỏi thăm một phen Tiểu nhị tụ tiên lâu cười Nói <cười> Thiệu đương gia đương nhiên là vẫn còn Anh Làm phiền ngài ở lại một lát Để ta đi thông báo cho đương gia Trần thực có chút kinh ngạc Thầm nghĩ Thiệu cảnh này Thì ra là trưởng quỷ của tụ tiên lâu Hắn còn trẻ như vậy Là có sản nghiệp không nhỏ rồi Tụ tiên lâu này Cũng không phải là tụ lâu mà là nơi bán các loại hay tài liệu tu hành. Có các loại hay dược liệu quý trọng, linh khô, tài liệu hưu luyện bảo, cùng với các loại vật như là bảo thạch, ngọc châu, tê giác. Rực rỡ muôn màu, làm cho người ta không kịp nhìn. Không lâu sau, tiêu cảnh và vàng tí tới, cười, nói. <laughs> Thế ra là trần thực lão đệ, lão đệ, đã lâu không gặp. Cái mai rùa kia của ngươi để cho ta kiếm được không ít tiền nha. Vừa đem về tới cửa hàng thôi Là không tới dài ngày Liền bị thương nhân của lĩnh Nam mua đi rồi Lĩnh Nam Có rất là nhiều thương nhân Vào Nam ra Bắc Kiến thức rộng rãi Nói giọng tại lĩnh Nam không quá liều lót Rất có đầu óc kinh doanh Trần Thực cười Nói <cười> Chúc mừng Thiệu Quynh Lần này thiếu đệ giàu thành Là có chuyện muốn nhờ Hắn chờ chờ một chút Vẫn là nói ra ý tứ thiệu cảnh nghe được hắn muốn tham gia thi huyện Thì cười nói ha 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 đi chứ là việc nhỏ tây cứ người tìm một trường tư tục Treo tên lên là được ngươi ngày mai lại tới đây ta giới thiệu cho ngươi làm quen với tiên sinh tư tục một chút trần thực cảm kích vạn phần vội và vàng nói cảm ơn thiệu cảnh cười nói ha 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 nếu mà ngươi có bảo bối chiếu cố tụi tiên lâu của ta trước đó là đáp tạ rồi <laughs> Trần Thực cáo từ rời khỏi tụ tiên lâu. Đột nhiên, nhớ tới trong thùng sách của mình còn có một hòn đá nhỏ, không biết là vật gì, thầm nghĩ. Cũng được, ngày mai cho hắn xem một chút vậy. Ân công ân công thật sự là ngưới. Trần Thực đang đi dạo hơi trên đường, thì đột nhiên có một người ngăn hắn lại, định tình nhìn lại. Thì cũng chính là tướng công của Thúy Nga, có thai mà mình cứu ở chấn lộc vĩ. Nam nhân Thúy Nga nhìn thấy hắn Không khỏi vừa mừng vừa sợ Muốn mời hắn ăn cơm Nhưng mà chàng thực lắc đầu Nói Cứu nương tử của ngươi Ta cũng là thu tiện Cần gì phải mời ta ăn cơm à, Sao ngươi lại đi vào trong thị trấn vậy Phải chạy trốn Vì mẹ bảo hộ của chấn chúng ta Đã bị hất sơn nãy nãy giết chết rồi Hất sơn nãy nãy chiếm lĩnh nơi này Giống nói chúng ta là kiến tạo hành cung cho bà ta Thì bà ta sẽ che chở cho chúng ta Không ngờ Sáng sớm hôm trước Cái đám thử nhân kia đã khiên hết sơn nãy nãy đi Trong trấn hiện tại không có mẹ bảo hộ che chở Tới tối chỉ sợ là có tà túy tới ăn thịt người Bởi vậy mọi người trong trấn chúng ta Đều chuyển nhà đi hết trơn rồi Trần thực ngơ ngẩn Tiểu đạo sĩ chết rồi Một cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng hắn Hắn thấy chùa ở xám ăn thịt người Bởi vậy nói với tiểu đạo sĩ Hát sơn nãy nãy đã đoạt địa bàn của ngươi rồi dung túng chuột ăn thịt con dân của ngươi vì vậy Thế đạo sĩ ngày hôm sau đã đi tìm hắc sơ nãy nãy gây phiền toái lúc này mới bị hắc sơ nãy nãy tìm tới cửa đánh chết cho nên lộc vị trấn đã sụp đổ Hừm. nếu mà ta không có kích hắn đi tìm hắc sơ nãy nãy gây phiền toái có lẽ hắn cũng không phải bị chết lộc vị trấn cũng không có giải tán trong lòng hắn nặng trịch người của lộc vi trấn chỉ đi nương tựa vào thôn trang khác cũng có thể tìm được mẹ bảo hộ mới trong núi cạn dương có rất là nhiều cây cổ thụ di tích tượng thần tương tự họ có thể tìm thấy những khu định cư mới nhưng cũng có thể sẽ chết trong miệng của tà ma nghe nói hất sờ nãy nải sở dĩ không có chiếm lấy trấn của chúng ta là bởi vì bà ta cũng bị trọng thương phải về miếu nãy nãy chửi thương á Nam nhân của Thí Nga nói Hắc Sơn nãy nãy làm ác Không thể bỏ qua như vậy được Phu tử nói Sáng nghe đạo Chịu chết cũng được Trần Thực tức giận Từ tận đáy lòng nổi lên Trước tiên để hỏi thăm đường tới miếu Hắc Sơn nãy nãy đi đường nào Buổi chiều liền đi tới đánh chết bà ta Mối thù này không thể để qua đêm được Nếu mà để qua đêm Sẽ không xứng với tiểu đạo sĩ bây giờ đã là giữa trưa cần thực tùy tiện tìm một nhà hàng cùng ăn uống no nê với hát hoa rồi lại đi chợ mua hai cái mũ sắt một cái từ đội lên đầu của mình còn một cái từ đội lên đầu của hát hoa như vậy không cần lo lắng để bị trượt điểm chúng loại mũ này bán ở huyện chính là cho tu sĩ tổng quân đội cực kỳ rắn chắc trong mũ này thậm chí còn có vẻ lục đinh lục giáp có thể phòng hộ công kích pháp thuật bình thường Trần Thực nghe ngóng được vị trí của miếu Hát Sơn nãy nãy, thì ra là ở ngoại ô huyện, cách huyện thành chỉ có hơn 20 dặm, ở giữa cánh sông Đức Giang không tính là đã xa. Pháp lực của Hắc Sơn nãy nãy rất là mạnh, hơn xa tiểu đạo sĩ, tiểu đạo sĩ pháp lực hơn xa ta, còn phải nghĩ thủ đoạn phá pháp lực của bà ta mới được. Hắn không có nóng lòng đi tới miếu nãy nãy trước, mà là mua mấy bó nhang cùng với hai cân thịt dị thú. Trước tiên lại trở về càng dương Sưng cùng với hắc oa đi đến miếu sơn quân. Hắc sơn nãy nãy cũng là mẹ bảo hộ của vùng hắc sơn, nhan khói cường thịnh. Lệ dân bách tánh phụ cận, dân nhan khói cùng với tế phẩm. Lễ mừng năm mới còn phải ăn đồng nam đồng nữ. Một thân pháp lực này của bà ta chính là lực lượng bất phàm do nhan khói chi khí hình thành, cực kỳ mạnh mẽ. Biện pháp tốt nhất để phá giả pháp lực bất phàm hình thành chính là dùng bảo vật có lực lượng bất phàm. Ở nơi trần thực có thể nghĩ tới chính là Miếu Sơn Quân. Miếu Sơn Quân là nơi hắn đã từng thấy được lực lượng bất phàm mạnh nhất. Ý nghĩ đầu tiên của trần thực chính là thắp hương vào trong đồng lô. Miếu Sơn Quân tổng cộng có hai cái đồng lô. Một cái là đại đỉnh hình chữ nhật, dài một trưởng, cao năm thước, rộng ba thước. Một cái là đại đỉnh hình tròn ba chân Phía dưới là cái ghế đồng có sáu chân Phía trên lại là, là một con rùa bằng đồng Trên lưng con rùa là lưu hương hình tròn Trên nữa là đình tròn ba tầng bằng thanh đồng Tổng cộng chiều cao hơn một trượng Hai cái lưu hương đồng này Lúc trận thực cỏ rửa Trong lưu hương đều có tích lũy cho nhang rất là dày Nghe tới năm đó khi mà miếu sơn quân nhang khói cường thịnh Nhất định có không ít người tới nơi này thắp hương cúng bái hai cái đồng lô tất nhiên được nhan khói thấm vào ẩn chứa đại lượng lực lượng bất phàm thậm chí là giờ phút này trong lưu hương còn có lực lượng bất phàm tràn ra bên ngoài trần thực suy tư một lát không có đi lấy đồng lô mà lại đi tới trước đại điện trước đại điện có bốn cây cột trên cây cột có rồng đá rồng đá bị người ta sợ đến bóng loáng lực lượng bất phàm ẩn chứa trong bốn cây cột này cũng cực kỳ kinh người Nghĩ tới năm đó, cái con rồng đá ở đây, khoảng cách tới quá hình, chỉ sợ chưa có cách một bước. Nếu như dở cột trụ xuống, cũng có thể phá pháp lực của Hắc Sơn nãy nãy. Nhưng mà cái lưu hương với cây cột này, hẳn không phải là bảo vật của lực lượng bất phàm mạnh nhất. Mạnh nhất hắn là bên trong điện. Trần Thực đẩy cửa điện ra, đi vào chính điện. Trong chính điện, cái lực lượng bất phàm nồng đậm nhất đã hình thành được hào quang nên tích tụ trong bàn thờ như là đang hình thành cái gì đó trần Thực đánh giá mọi nơi ánh mắt dừng lại trên bàn thờ trống rỗng kia giờ phút này nơi có lực lượng bất phàm mạnh nhất trong điện chính là cái bàn thờ nhưng mà tích lũy lực lượng bất phàm nhiều nhất cũng không phải là cái bàn thờ trần thực dời đi ánh mắt ngẩng đầu nhìn lên thấp giọng nói khói nhang là bay lên trên như vậy hấp thu được lượng bất phàm nhiều nhất hẳn là Ánh mắt của hắn rơi vào trên tảo tỉnh bát quái Ở đỉnh chính điện Tảo tỉnh này hắn là chủ lực lượng bất phàm nồng đậm nhất Bá quái trên đỉnh điện không thích hợp dùng để chiến đấu Hơn nữa đỉnh điện của tòa chính điện này không tiện táo xuống Nếu mà táo xuống đại điện sẽ sập hết Trần thực xây người đi tới tiền điện Trên đỉnh tiền điện có một cây xà ngang màu đỏ thẫm mạ vàng vẽ rồng dài tới hơn hai chuộng nhàn khói trong tiền điện không thưa gì chính điện từ cái lực lượng bất phàm trong hoa văn rồng đỏ thẫm mạ vàng ở trên xà ngang này tản mát ra nồng đậm không kém gì chỗ bàn thờ <laughs> chính đã nói nè trần thực trở lại chính điện từ trong thùng sách lấy ra mấy cái mó nhang mua được hết thảy đốt lên cái mở trước bàn thờ yên lặng nói Sơn quân tại thượng Tiểu tử chàng thật Muốn mượn bảo sát tiền điện dùng một chút Để đánh chết yêu nghiệt Ta sẽ trả lại bảo vật này tuyệt không tham lam mờ ám Sơn quân minh dám Hắn đi tới tiền điện Thả người nhảy lên Nhảy lên xạ ngang Ra xứng nâng lên Chỉ nghe rầm một tiếng Tiền điện sụp xuống một nửa Cái tòa miếu thờ này Đã trải qua mưa gió Trốn ở dưới lòng đất dài tới hơn 6.000 năm Hôm nay tiền điện vẫn là không thể tránh được cái kiếp nạn này. Trần Thật gỡ xà ngang mà vàng vẽ rồng xuống. Cũng chỉ là một cây cột bằng gỗ liêm tơ vàng, to nhỏ cỡ cái thùng nước. Được thợ thủ công khắc rất là tinh tế, sơn màu đỏ. Tên người Tân Châu không có loại gỗ liêm tơ vàng này. Cái cây cột gỗ này nghĩ đến năm đó hạm đội tam bảo của Thái Giám từ thần Châu mang tới. Có thể thấy được vì để kiến tạo miếu sơn quân cũng là nhọc lòng. Trần Thực lấy khăn lâu, Lâu bụi nổi trên cột, Gọi hát qua tới, Lấy máu chó mực mài chu xa, Lại pha thêm bột vàng, Hạ bút như vậy, Chính là ánh vàng rực rỡ. Hắn vẫn bút như gió, Ở trên cột vẽ xuống lôi phụ, Ngũ lôi phụ, Đại ngũ lôi phụ, Chưởng tâm lôi phụ, Lôi thần thập tướng phụ, Ngũ dương thiên lôi phụ, cửu dương phích lịch phụ, Thiên lôi dẫn phụ, Vân vân, có tới hơn 10 loại. Những cái loại phù lục này được vận luyện bởi chân khí của hắn đánh vào bên trong gỗ sẽ không có dễ dàng bị mài mòn. Đợi cho tới khi một chén mực chui xa đã hao hết thì Trần Thực lúc này mới dừng bút, thu dọn sạch sẽ đồ đạc khiến cái cây xà nhà này đi thẳng ra ngoài cửa. Hát oa đã ăn hai cân thịt dị thú đi theo phía sau hắn, một người một chó thẳng tới Hắc sơn mà đi. ngoại ô huyện bên bờ sông đức giang Hát sơn đứng vững nhân khói lượng lợ bay lên giữa sườn núi hội tụ trên không trung thành đám mây trước đền nãy nãy nằm cái con chuột già râu bạc mặt pháp bào cầm trong tay một nắm nhang khói sắc mặt nghiêm nghị hướng miếu hát sơn nãy nãy thành kính lễ bái trong miệng thì thào hữu từ mà ở phía sau chúng nó là một mảnh đông nghịch đều là từng con chuột lớn mặc áo xám, đứng thẳng như người, có con so với người trưởng thành còn cao hơn. Thấp bé cũng cao cỡ hai ba thước, đều là cầm nhang khói hướng miếu hát sơ nẻ nải lễ bái, chính tệ như một. Sau đầu của vài con chuột áo xám, còn hiện ra thần kham, trong thần kham còn có thần thai tọa trấn, có hình, có dạng. Trong miệng chúng nó tụng niệm, nghe âm thanh Hắn là một cái loại kinh văn cực kỳ huyền diệu Hàng trăm cái con chuột miệng phun ra tiếng người Âm thanh tụng niệm hội tụ thành nước lũ Đinh tai nhức ốc Dưới hi trần núi Còn lại đều là thôn dân của tất cả thôn xóm phụ cận hát sơn Vô lượng là già trẻ Đều tụ chung một chỗ Đều tự cầm trong tay ba nén nhang Quỳ lạy trên mặt đất Đi theo những con chuột kia Cùng nhau tụng niệm Dập đầu như là giả tỏi hàng chục thôn xóm phụ cận Hắc Sơn. Mẹ bảo hộ của mỗi thôn xóm đều đã quy thuận Hắc Sơn nãy nãy. Dân chúng của các thôn xóm này cũng phải dựa vào khí tức của nãy nãy mới có thể sinh tồn. Ngày lễ hay ngày Tết còn dân lễ tế phẩm nuôi sống chuột trên núi đến nỗi hình thành thói quen. Những con chuột này cũng là chờ Hắc Sơn nãy nãy hái nguyệt hoa tu luyện. Dần dạ bị nguyệt hoa ảnh hưởng lại hấp thu nhan khói chi khí đã biến thành tà ma Giỏi hi chơi yêu pháp chúng nó giết chết những người bất kính kia rất là nhiều thương dân lui tới bị vơ vét tài sản trong đó không thiếu có tu sĩ chết ở trong tay chúng nó vì vậy chúng liền bắt chước nhân loại tu hành công pháp nhưng cũng tu ra được thần tham đạt được thần thai hắc sơn nằm ở huyện bách thắng không ở tỉnh tân hương mà lại trực thuộc tỉnh hiến châu huyện Bách Thắng Nằm ở hứa biên giới Hiến Châu hắc Sơn lại ở hướng biên giới huyện Bách Thắng Trời cao hoàng đế lại xa Lúc tới nông thôn Thì lại là tà ám khắp nơi quan phủ cũng không có năng lực thống trị Cũng may hắc Sơn nãy nãy thức thời Để cho nông dân các thôn các chạy nộp thuế nạp phú đúng hạn Cho nên quan phủ Cũng chỉ là mắt nhắm mắt mở Nương theo tượng trận lễ bái tục niệm những cái đám mây từ khói nhang phiêu đảng trên không trung không ngừng ngưng tụ ra cái lực lượng bất phàm mới chảy về phía miếu nãy nãy mở trong chính điện xanh vàng rực sở này cái tượng hắc thần hấp thụ lực lượng bất phàm đang ngưng tụ thần tướng mới vậy thì chẳng thực kia sốc cục Có lai lịch gì chứ trong cơ thế là có dấu tà tuyết cường đại như vậy ngay cả ta cũng chống đỡ không được hay sau này không đi chọc hắn nữa là được chứ gì bốn phía tượng hắc thần hắc khí cuồn cuộn bốc lên không ngất xoay tròn chung quanh tượng thần lực lượng bất phàm này quả nhiên là bàn bạc đến cực điểm cái việc ngưng tụ thần tướng không phải là một lần là xong mặc dù có nhiều thôn dân cùng với chuột không ngừng niệm tụng cái danh hiệu của bà ta giúp bà ta một tay nhưng mà cũng cần phải mấy ngày mới có thể ngưng tụ hoàn thành dự huy trần núi cứ cách hơn mười bước Đến có một con chuột áo xám Ở trong đám người tuần tra Trong đó có một con chuột áo xám Cao giọng nói Nhàn có ai lệch lạc Lòng có ai không thành Thì đầu người sẽ rơi xuống đất Lúc này Một thiếu niên khiêng một cây cột đỏ thẳm To bằng cái thùng nước Các bước đi về phía bọn họ Xuyên qua đám người quỳ xuống lễ bái Thiếu niên kia Mặc một chiếc áo màu xanh nhạt Chiều dài tới chân cái quần thì màu trắng Bên hông có thắt cái dây ri băng đỏ Đây một cái túi thơm Trên đầu có buộc dây ri băng màu đỏ Đã bị cái mũ che lấy Cái phần đuôi ri băng lộ ra bên ngoài Ở sau đầu đón gió vũ động trên cái cây cột đỏ thẳm ở trên đầu vai của hắn có vẻ ngũ chảo lông mạ vàng thân thể thon dài từ phía trước tới phía sau cây cột trên cây cột đó còn có các loại hình vẽ màu vàng thấm vào trong gỗ thiếu niên không có ai ra gì đi thẳng lên đỉnh núi một con chuột áo xám lớn tiếng quát người tới lại nước càng dương càng thật trời Thực dưới chân không ngừng mà tiếp tục đi về phía trước chuột áo xám nói nơi này là đảo trạng có hắc Sơn nãy nãy không được xông vào ờ à, chào một chút người giờ nói người tên gì vai phải của trần thực khiến cái cây cột đỏ thẳm ngón cái của tay trái đặt lên trên ngón áp út và ngón út còn ngón giữa và ngón trỏ là dựng thẳng lên giống như là cầm kiếm trên mặt lộ ra cái nụ cười sáng lạng trong cái thể hắn tam quan chính khí quyết vận chuyển thân thể bốn phía đột nhiên có hào quang sáng ngời tinh lực hội tụ hóa thành bảy loại tinh phù khác nhau sau đầu của hắn thần kham hiện lên kiếm khí hình thành ở trong thần kham tiểu gia Gọi là Càng Dương Sơn Chân thức Tay trái của hắn Vung về phía trước Tạo thành cái tư thế vần kiếm Trong thần tham Có một đạo kiếm khí vô hình gào thét mà ra Thoáng chóng phía trước là một mảnh mơ hồ Đó chính là kiếm khí của hắn kịch liệt Xoay tròn chấn động Tạo thành không khí kịch liệt rung động gây nên Khu một tiếng Kiếm khí hi bay qua Cái con chuột áo xám kia lập tức nửa người bay lên trên Trong miệng phát ra lệ khiếu có định tập kết. từ lúc nó kêu ra tiếng này, thì lúc này mới giật mình. Ê, ê, tại tại sao ta lại bay lên chứ? Anh chậm chút. Cái mông của ta còn đứng trên mặt đất kìa. cái gọi là vân kiếm, chính là đứng thẳng bất động, cầm bảo kiếm trong tay, lấy hai cái chân làm trục, từ trước tới sau vẫn kiếm một vòng, vẽ thành một cái vòng tròn lớn, yêu cầu thắt lưng mềm mại kiếm song song với mặt đất. Mà ở bên trong tử ngọ chảm tà kiếm, một thức này liền thoát ly bàn tay. Kiếm khí vẽ thành vòng tròn, xoay tròn với tốc độ cao, tốc độ cực kỳ nhanh. Một kiếm này chém ngang qua thắt lưng của con chuột áo xám, uy lực lại không có nửa điểm suy giảm. gián sát chân núi gào thét mà đi về phía trước. Thế nhưng là muốn mượn tốc độ cao của cái thế xoay tròn này mà bay lên đỉnh núi từ đến đầu những người quỳ lại trên mặt đất chợt lóe lên nhấc lên một cổ cuồng phong thổi tắt không biết là bao nhiêu đầu nhang trong nháy mắt kiếm khí liền lướt qua đám người cắt vào trong có đám chuột áo xám đang quỳ xuống trên mặt đất lầy lầy ở phía trước nhất thời chân tay cột bay lên huyết tường văng khắp mọi nơi kiếm khí xoay tròn chặt đất không biết là bao nhiêu tứ chi đẩy thẳng về phía trước phía trước thuận tiện có tu sĩ chuột dĩ nhiên nhận được cảnh báo trước đã nhào nhào đứng dậy thần thai thần kham khởi động từng cái đạo tử ngọ chạm tại kiếm bay ra nên đón kiếm khí của trần thực đạo kiếm khí này của trần thực đã xâm nhiệm máu của hơn 10 con chuột áo xám mắt thường có thể thấy được nhưng mà tốc độ vẫn nhanh đến kinh người kiếm khí của những tu sĩ chuột áo xám kia đụng vào đạo kiếm khí huyết sắc này nhau nhau nổ tung hóa thành vô số kiếm khí vỡ nát ngược lại đem không bính người một nhà đâm thủng. Chúng vội vàng tránh né kiếm khí. Lại thế đạo kiếm khí quyết sắc này kể thẳng đến năm đại trưởng lão. Năm cái con chuột trưởng lão Trong bạc đứng dậy, mang cái vẻ mặt giận dữ. Một chuyện lão trong đó xoay người tế ra kim đan. Cái lực chuyện vô hình đè xuống ý đồ định trụ kiếm khí màu máu. Nhưng mà kiếm khí màu máu lại cắt vào lực trường kim đan của nó, xoay tròn, cắt về phía trước. Đợi đi tới bốn thước trước thân của nó, thì lúc này mới chịu không nổi áp lực của lực trường Kim Đan mà ảo ảo vỡ nát. Năm cái con chuột chuyển lão đều từ lộ ra cái vẻ kinh hãi, nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy Trần Thật còn ở dưới chân núi đang đi lên núi, khoảng cách bọn họ dĩ nhiên là vượt qua 60 trượng. Ở khoảng cách 60 trường này, cái nơi kiếm khí đi qua đã hình thành một cái đường máu rải rác khắp mọi nơi tử ngồi chạm tà kiếm uy lực chỉ có thể đặt đến 24, 25 trưởng Không có khả năng đặt đến 60 chữ Một cái con chuột trưởng lão kinh ngạc không hiểu Trần tự khiến cái cây cột đỏ thẳm Bước nhanh lên núi Âm thanh 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 đạm đạm Hát qua Người ở lại dưới chân núi đi Cậu tử dừng bước Ngồi xuống nhìn về phía trước Những cái con chuột áo xám kia sửng sốt vọt về phía trần thực các loại thần tham nhau nhau sáng lên đều tự chuẩn bị pháp thuật <laughs> quá chậm các người quá là chậm kiếm quyến tay trái của trần thực biến hóa từ vân kiếm thức biến thành chiêu kiếm thức kiếm khí vô hình bay ra từ chỗ một con chuột áo xám lao tới bốc lên nhất thời kiếm quan chia làm hai nửa kiếm quyến tay trái của hắn đâm chém quẹt Khều vân bổ lục thức kiếm quyết không ngừng biến hóa chuột áo xám bốn phía vọt đến ngay cả phạm vi hai trưởng bên người hắn cũng không thể bước vào được liền đột nhiên thân đầu mỗi chỗ chúng nó thả ra kiếm khí vô hình hoặc là bị kiếm khí vô hình của trần thực đụng nát hoặc là bị trần thực chân đạp thất tinh dễ dàng tránh đi trần thực một đường đi lên núi dưới chân là máu chảy thành sông Phi trước từng cái con chuột áo xám liên tục lăn lộn tránh được công kích của hắn rốt cục xông vào trong khoảng cách hai trượng cái đuôi của mỗi một con chuột vẫy vẫy công kích về phía hắn cánh tay phải của trần thực đột nhiên phát lực đem cái cây cục đỏ thẳm vung lên đại trụ ngàn cân hổ hổ sinh phong trong khoảnh khắc cái tiếng sấm đại tác lôi hỏa điện quang rầm rầm chấn động từng cái con chuột áo xám chưa tới gần thì đầu liền tự nổ tung <laughs> Hát sơ nãy nãy tiểu gia trần thực tới đây Phật Sơn phá Yêu Đã kết thúc tập 39 của bộ truyện Cảm ơn các bạn đã theo dõi Nếu các bạn thấy hay Hãy cho góp nhỏ một like một share và một đăng ký kênh nha Hẹn gặp lại các bạn ở tập uh, 40 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Chạch Chư nhé.